Công an tỉnh Bắc Cạn vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1954, trú tại tổ 8, phường Nguyễn Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, về tội giết người. Vụ việc xảy ra trên quốc lộ 3 đoạn qua địa phận tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Trong quá trình tham gia giao thông, Minh vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,943mg trên 1 lít khí thở. Khi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, Minh đã xin được về nhà lấy, nhưng thực chất là đi mua hung khí. Khi trở lại, Minh đã bất ngờ dùng dao đâm trọng thương thiếu tá Dương Xuân Kiệm. Vết thương gây rách cơ hoành và phải cắt bỏ lá lách. Hiện nay, thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh để phục vụ công tác điều tra.